Thưa quý vị, thể dục thể thao không chỉ là hoạt động thường xuyên với mục đích nâng cao thể lực. Thể thao học đường, đặc biệt là xã hội hóa thể dục thể thao trong trường học, hiện đang được trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa chú trọng để phát triển những môn thể thao thế mạnh, hướng đến các giải đấu cao hơn. Bóng đá là một trong những môn thể thao có điều kiện phát triển mạnh vì được nhiều học sinh yêu thích và dễ tập luyện thi đấu. Được xỏ giày vào sân, tham gia thi đấu đó là niềm vui, niềm đam mê trên từng khuôn mặt của các em trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa khi được đá bóng. Ở trường tiểu học cơ sở thị trấn Thủ Thừa, thầy trò đã quen với những buổi tập luyện bóng đá, nhất là khi bước vào giải bóng đá toàn trường diễn ra hàng năm. Năm 2020 là năm diễn ra lần thứ 11 do trường vận động xã hội hóa tổ chức, đã thu hút rất đông đảo các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ kinh phí gần 17 triệu đồng và có 18 đội tham gia ở 3 khối lớp, gồm có khối lớp 3, 4, 5. Mỗi khối gồm có 6 đội thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đội vô địch. Thì mình thấy cái phong trào thể dục thể thao là nó rất là tốt cho lứa tuổi mà thiếu nhi của mấy em, cho nên là mình muốn năm nào cũng có những cái dịp để cho tụi em nó để tìm kiếm được ra những cái, thứ nhất là những sức khỏe cho mấy em, thứ hai là phát hiện ra những cái em mà nó có năng khiếu để bồi dưỡng nó, có thể là sau này để giúp ích cho cái thể dục của phong trào thể dục thể thao, phong trào bóng đá của huyện mình về sau này. Thể thao học đường đã tạo được sự thay đổi tích cực của học sinh đối với các hoạt động thể dục thể thao, nhất là trong bóng đá. Bóng đá học đường là cơ hội để học sinh có tiềm năng, được rèn luyện và theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, ngành giáo dục tỉnh Long An đã tổ chức nhiều lớp tập huấn dành cho giáo viên thể dục, nhất là về môn bóng đá, để hướng dẫn chính xác và tạo niềm yêu thích bóng đá cho học sinh, từ đó ra sức tập luyện để phát triển khả năng cũng như thể lực bản thân. Từ năm 2010 đến nay thì trường cũng tổ chức rất nhiều cái phong trào, đặc biệt trong đó có phong trào bóng đá của cấp trường tiểu học, và qua những rèn luyện về các đội bóng để trường tuyển chọn một số em vào trong đội tuyển để tập luyện để tham gia các giải cấp huyện và cấp tỉnh. Giải bóng đá cấp trường diễn ra thường xuyên đã giúp cho trường tuyển chọn ra những nhân tố xuất sắc tham gia các giải, và trường có 6 lần vô địch huyện cấp tiểu học, tham gia giải cấp tỉnh 4 lần và 2 lần đạt giải nhì, 1 lần đạt được giải nhất. Nhờ có sự trang bị dụng cụ tập luyện đến một số trang thiết bị cần thiết đã tạo ra điểm thu hút ngày càng đông các em tham gia môn thể thao vua này. Và đây cũng là nòng cốt của bóng đá tiểu học ở huyện Thủ Thừa để chọn ra những cầu thủ xuất sắc tham gia thi đấu các giải cấp tỉnh và nơi khác. Nhờ sự phối hợp tốt giữa nhà trường và phụ huynh, cùng chung tay xây dựng phong trào bóng đá học đường ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Cứ tới giải đấu là rất đông các cổ động viên, các lớp và phụ huynh đến cổ vũ hết mình để các em thi đấu. Bóng đá học đường của trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa đã tạo ra sân chơi lành mạnh cho các em học sinh tiểu học tham gia thi đấu, giúp các em vơi bớt căng thẳng sau những giờ học văn hóa. Đây cũng là môi trường tốt để các em phát huy khả năng của mình. Quá trình học tập căng thẳng thì các em đã tham gia cái giải bóng đá của trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa năm 2020 này với một cái tinh thần thoải mái để rèn luyện sức khỏe và học tập tốt hơn. Với sự nổi bật vượt trội về xã hội hóa thể thao, nhất là ở môn bóng đá, cần lắm hướng đi đúng và lâu dài nhằm đào tạo các môn thể thao một cách bài bản, chuyên nghiệp nhằm tuyển chọn ra được những vận động viên xuất sắc, định hướng phát triển trong tương lai.